Hello, xin chào các bạn. Đây là một cái sản phẩm mới của LED Laser mang tên là ML4 và đây là một cái sản phẩm được hãng bảo hành tới 7 năm. Tức là các bạn mua nó chỉ với giá là 950 ngàn thôi mà các bạn được bảo hành tới 7 năm. Hư hao gì đó là hãng họ sẽ đổi cái khác cho chúng ta. Thì đây là một cái đèn rất là nhỏ gọn và chúng ta có thể bỏ vừa vặn trong túi luôn chứ không phải là ở trong giỏ sách hay là trong một cái chỗ nào nó to lớn. Thì mà có thể cầm theo để mà các bạn sử dụng như một cái cây đèn để chúng ta đi cắm trại để trong lều rất là tuyệt vời, và độ sáng của nó có thể lên đến 300 lumen với thời gian sáng lâu nhất là 45 tiếng. Thì ở đây hãng họ liệt kê ra một số những chi tiết về phần cứng như là chúng ta có trọng lượng 71 gram, chuẩn IP chống bụi và nước IP66, và chúng ta có thời gian ở đây mức cao nhất là 300 lumen thì không có cái thời gian mà hãng họ đo chính xác. Trong khi đó thì với mức 150 lumen, 50 và 5 lumen thì nó sẽ giảm dần từ 2 tiếng rưỡi. À, nó sẽ tăng dần, xin lỗi các bạn, nó sẽ tăng dần từ 2 tiếng rưỡi, 8 tiếng và 45 tiếng liên tục. Nguồn pin của cái pin này là 750 mAh và các bạn có thể sử dụng thêm những cục pin 2A khác để thay thế, nhưng mà thời gian của nó sử dụng sẽ không bằng đâu. Cái cục pin của Energizer họ, xin lỗi các bạn, là cục pin của LED Laser họ kèm theo cái đèn này thì nó sẽ có thể sử dụng để sạc lại. Đó, phụ kiện nó đơn giản lắm. Phụ kiện nó mình lấy sẵn ở đây rồi. Chúng ta có cái tài liệu hướng dẫn đi kèm, một cái dây sạc này là dây sạc 500 và các bạn sẽ sạc ở phía đằng sau như thế này để vào tự động nó hít vô như thế này. Chúng ta không cần phải gắn gì cả. Rất là hay. Và cái sợi dây sạc này một đầu A và một đầu là 500 sạc. Cho nên các bạn có thể dễ dàng chúng ta cắm vào những cục pin dự phòng để chúng ta sạc lại cũng được, không có vấn đề gì cả. Thì đây là cái cây đèn ML4 mà các bạn thấy là cái thiết kế nó rất là gọn gàng. Ở đây mình đang có một cái cây Leatherman Free T4 và các bạn thấy cái kích thước của nó sẽ rất là nhỏ gọn như thế này. Đó, bây giờ mình sẽ quay gần lại chút xíu để cho các bạn xem chi tiết hơn ha. Đó, nó nhỏ như thế này và các bạn có thể dễ dàng là chúng ta cầm bỏ túi cũng được, thậm chí là nhét vô trong túi quần cũng được, không có cần mà chúng ta phải móc ở trên túi áo hay là bất kỳ chỗ nào khác. Thì ở đây chúng ta có cái phần thân của nó được làm bằng nhựa là chính. Ở phía bên dưới này có một cái nắp vặn. Các bạn vặn nắp ra chúng ta sẽ thấy cái pin. Pin này mình vừa mới bỏ sẵn vào thôi, chứ nó không phải nằm ở phía bên trong này đâu nha các bạn. Nó vẫn sẽ nằm ở trong hộp khi mà các bạn khui hộp ra. Ở đây thì Laser họ khuyến cáo chúng ta không nhìn trực tiếp bằng mắt. Có nghĩa là không đưa cái đèn này lại gần mắt, tại vì cái độ sáng lên tới 300 lumen có thể làm ảnh hưởng đến mắt của chúng ta. Có logo của Laser ở phía bên trong nhé. Ở phía bên trên chúng ta có một cái khu vực để sạc, rồi một cái phím để chúng ta điều chỉnh chế độ sáng của cái đèn này. Bên cạnh đó chúng ta còn có thêm cái móc ở phía bên trên. Thì cái móc này rất là tuyệt vời, các bạn có thể gắn vào trong ba lô, thậm chí là các bạn có thể gắn vào trong chìa khóa xe luôn cũng được. Thì khi mà các bạn cần tìm đồ, dọn đồ gì đó, tìm ở trong xe hơi của bạn thì chúng ta vẫn có thể dễ dàng có bấm để chúng ta mở nó lên và cái độ sáng của nó sẽ tương thích với cái nhu cầu sử dụng của chúng ta. Thì các bạn thấy ở đây Laser họ sử dụng cái dạng thiết kế rất là hay, nó với những cái viền như thế này, không phải là viền LED hết đâu mà nó chỉ là cái phần thấu kính, mình tạm gọi nó là thấu 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 kính, khi mà họ trưng cái phần đèn này ra phía phần thân của nó. Phần thân này được làm thì mình nghĩ là làm bằng mica và rất là chắc chắn. Thì ở đây á, chúng ta sẽ thấy ngay cái phần thân này, mình sẽ giảm xuống như thế này để các bạn có thể thấy rõ hơn. Đó, thì đây là cái phần thân. Phần thân thì chúng ta sẽ sử dụng với rất nhiều những chế độ khác nhau. Các bạn có thể sử dụng chế độ màu đỏ này để chúng ta bật đèn ngủ cũng được, hoặc là các bạn có thể bỏ cái chế độ màu đỏ này đi để chúng ta chuyển qua chế độ ánh sáng trắng như thế này. Đó, trắng như thế này, và chúng ta có thể thay đổi những cái độ sáng khác nhau. Ở đây là mức 300 lumen nè, rồi chớp 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 như thế này để chúng ta tạo ra cái tín hiệu cầu cứu chẳng hạn, giả dụ vậy. Đây, nó có rất là nhiều, đây là 5 lumen, rồi 50 lumen, 150 lumen. Đó, rồi chúng ta có thêm mức 300 lumen là mức cao nhất. Đó, 300 lumen thì hãng họ không khuyến khích chúng ta sử dụng, tại vì 300 lumen nó sẽ làm giảm cái tuổi thọ của pin, nó không có lâu được, và ngoài ra nó còn khá là sáng sáng chói khá là nhiều. Nhưng mà tùy theo trường hợp, mình nói rồi, tùy theo trường hợp chúng ta cần sử dụng, chúng ta có thể bật cái chế độ này hoặc là bật một chế độ nào đó khác tùy theo cái nhu cầu sử dụng. Thì hiện nay cái sản phẩm này được bán tạm nguyên với giá bán là 950 ngàn, và như mình nói lúc đầu thì nó sẽ được bảo hành lên đến 7 năm liên tục. 7 năm, đây là một sản phẩm của Đức nha các bạn, LED Laser sản phẩm của Đức và được bảo hành đến 7 năm. Thì phía dưới phần description mình có cái phần thông tin mô tả để các bạn có thể bấm vào và xem ngay những chi tiết về cái đèn LED Laser này. Đó, một cái cây đèn rất là nhỏ gọn, vừa tay và rất là tuyệt vời để các bạn có thể cầm đi cắm trại hoặc là gắn thẳng vào trong chìa khóa để chúng ta có thể sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và chào tạm biệt các bạn.